Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Tinidazone được sản xuất tại Biodiphar. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm tới thông tin về tinidazol cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của tinidazol, tinidazol 500 mg, dạng bào chế, dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch. Nhiễm khuẩn là gì? Định nghĩa nhiễm khuẩn, còn gọi là nhiễm trùng, là sự tăng sinh của các vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng đối với cơ thể, dẫn tới các phản ứng tế bào tổ chức hoặc phản ứng toàn thân. Công dụng và chỉ định của tinidazol. Dự phòng. Phòng nhiễm khuẩn sau phẫu thuật do các vi khuẩn kỵ khí, đặc biệt các nhiễm khuẩn liên quan tới phẫu thuật đại tràng, dạ dày và phụ khoa. Điều trị. Các nhiễm khuẩn do vi khuẩn kỵ khí như Nhiễm khuẩn trong ổ bụng như viêm màng bụng, áp xe, nhiễm khuẩn phụ khoa như viêm nội mạc tử cung, viêm cơ nội mạc tử cung, áp xe vòi buồng trứng, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn vết thương sau phẫu thuật, nhiễm khuẩn da và các mô mềm, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và dưới như viêm phổi, viêm màng phổi mủ, áp xe phổi. Bệnh âm đạo do vi khuẩn. Viêm niệu đạo không thuộc lậu cầu. Viêm loét lợi cấp. Nhiễm trì chớ monas sinh dục tiết niệu cả nam và nữ. Nhiễm giardia. Nhiễm amip ruột. Áp xe do amip ở các tạng, gan, phổi. Cách dùng và liều dùng của tinidazone. Cách dùng. Thuốc dùng tiêm truyền. Liều dùng. Dùng theo chỉ định của bác sĩ. Chống chỉ định của tinidazone. Quá mẫn với tinidazone hoặc các dẫn chất ni trời midazone khác hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Loạn tạo máu hoặc có tiền sử loạn chuyển hóa porphyrin cấp. 3 tháng đầu của thai kỳ, người mẹ đang cho con bú người bệnh có các rối loạn thần kinh thực thể. Lưu ý khi sử dụng tinidazone. Trong thời gian điều trị với tinidazone không nên dùng các chế phẩm có rượu vì có thể phản ứng giống như của disulfiram, đỏ bừng, co cứng bụng, nôn, tim đập nhanh. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Sử dụng cho người lái xe hành máy móc. Tham khảo ý kiến bác sĩ. Tương tác Tinidazole làm tăng nồng độ và tăng độc tính của các thuốc fluorouracil, giảm bạch cầu hạt, giảm tiểu cầu, viêm miệng, ly thị hydroxid, yếu, run, khát nhiều, lú lẫn. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Tinidazole, đồng thời biết cách sử dụng Tinidazole sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.